Chào mừng các em học sinh đến với môn âm nhạc. Hôm nay cô và các bạn cùng ôn tập lại bài hát Lớp chúng ta đoàn kết, nhạc và lời của nhạc sĩ Mộng Lân. Bây giờ, các em hãy quan sát các bức tranh sau, suy nghĩ và trả lời xem nội dung các bức tranh nằm trong bài hát nào. Đúng rồi! Những bức tranh sau nằm trong bài hát Lớp chúng ta đoàn kết. Trước khi bước vào phần ôn tập, cô và các bạn cùng luyện thanh khởi động giọng nhé. Mời các bạn đứng nào. Bây giờ cô và các bạn cùng hát với nhạc không lời nhé. Bây giờ cô và các bạn cùng qua hoạt động thứ nhất. Hát kết hợp gõ đệm theo nhịp. Các bạn sẽ gõ đệm vào những chữ màu đỏ nhé. Qua hoạt động thứ hai, các bạn sẽ tập biểu diễn bài hát kết hợp sử dụng bộ gõ cơ thể. Các bạn sẽ sử dụng 4 động tác sau: dậm chân, vỗ đùi, vỗ tay, búng ngón tay. Mình cùng thực hành nhé. Như vậy, qua bài hát vừa rồi, em rút ra được bài học gì cho bản thân? Bài hát Lớp chúng ta đoàn kết của nhạc sĩ Mộng Lân muốn nhắn nhủ tới chúng ta rằng các em hãy luôn biết yêu thương, đoàn kết, gắn bó giúp đỡ nhau. Có đoàn kết thì mọi việc sẽ thành công nhé các em!
các em ở nhà nhớ học thuộc lòng bài hát. Hát kết hợp vận động bộ gõ cơ thể nhé. Cô chào tạm biệt tất cả các em.